Hello, xin chào mọi người. Biết thế nào cuối năm các brand cũng sẽ ra rất nhiều bộ sưu tập son cho mùa holiday sắp tới. Nên đôi mùa này để dành hơn 330 ngày để giờ soát thật nhiều son cho các bạn đây này. Các brand nội địa Trung thì đã ra kha khá bộ sưu tập mới rồi. Tuy nhiên phát súng đầu tiên đại diện cho quê hương tung ra bộ sưu tập son mới đó chính là Ophelia. Mà mình thì lại vốn là một người cực kỳ thích sử dụng các sản phẩm của brand Việt Nam. Sự đây là những sản phẩm rất phù hợp cho khí hậu, màu da, sở thích của người Việt Nam. Đặc biệt là với giá thành rất là hợp lý mà chất lượng cũng không hề thua kém một brand nước ngoài nào cả, có khi còn nhỉnh hơn luôn đó mọi người. Mỗi lần Ophelia ra một bộ sưu tập mới thì mình còn hồi hộp hơn cả first date luôn đó mọi người. Cá nhân mình thì thấy các bộ sưu tập của Ophelia càng ngày càng hoàn thiện về hình thức và đa dạng về màu sắc cũng như chất son. Chưa kể bộ sưu tập Ophelia Flaming Lip Cream lần này thì sẽ có bản giới hạn, hết là còn cái nịt luôn, không mua được nữa đâu mọi người. Thế nên đánh giá khách quan xem liệu đây có phải là một bộ sưu tập son đẹp nhất của Ophelia, cũng như có phải đây là một bộ son holiday đáng mua nhất hay không. Ophelia thì luôn rất coi trọng hình thức, từ box quà, vỏ hộp giấy cho đến cây son thì đều theo một phong cách rất là tối giản và tạo điểm nhấn. Chúng ta ai cũng ấp ủ ước mơ cho một điều gì đó. Hãy giữ niềm tin, sự lạc quan tràn đầy trong bạn để ngọn lửa khát vọng đó không bao giờ bị dập tắt. Câu quote này cũng rất giống quan điểm sống của mình. Cây son cầm trên tay cực kỳ chắc chắn, xịn sò luôn, vỏ mịn lì như nhung, không để lại vân tay nhưng lại hơi dễ bám bụi một xíu. Vỏ son được thiết kế giống như tông son ở bên trong, tuy nhiên về sắc độ thì mình không thấy giống 100% đâu nha. Tên các màu son cũng sẽ được in trên thân rất là rõ ràng. Khác với bộ sưu tập Velvet Teen lần trước thì đầu cọ của bộ sưu tập Flaming Lip Cream lần này sẽ có thiết kế vuông dài và vát dẹt hai bên mặt, giúp kiểm soát lượng son lấy ra và điều chỉnh son trên môi cũng dễ dàng hơn nữa. Đầu tiên chúng ta cùng đến với màu Warm Days. Đây là một màu đỏ hồng, pha nâu. Nói chung là nó sẽ nghiêng về màu hồng đất nhiều hơn, tuy nhiên mình không hiểu sao trên môi mình thì nó lại nghiêng màu hồng đỏ nhiều hơn ý. Với lớp son đầu tiên thì mình sẽ blend thật là đều và để che hết cái phần viền môi của mình. Xong sau đó thì mình mới đánh thêm một lớp nữa ở lòng môi. Như vậy thì mình sẽ điều chỉnh được cái sắc độ của màu son. Và với cách này thì mọi người cũng không cần thiết phải có một màu son loss hay một màu son base khác nhé. Son có trọng lượng 4,2g với giá bán chính thức là 280k. Tuy nhiên nếu bạn yêu thích nhiều hơn một màu son thì brand sẽ thường có bán những combo với mức giá ưu đãi hơn rất nhiều, kèm theo đó là những quà tặng rất là hay ho nữa. Về chất son thì dù có tên gọi là lip cream nhưng mà Flaming Lip Cream mang chất son kem bông xốp mềm mịn, lướt siêu nhẹ trên môi chứ không bị khô đét như các loại son kem lì thông thường. Vì được bổ sung hai thành phần là dầu Medoform và chiết xuất pomegranate từ quả lựu, giúp cân bằng độ ẩm trong môi và phát sáng tự nhiên, nên sau khi apply son thì để lại một cái lớp finish velvet bán lì hơi bóng nhẹ, nhưng một lúc sau thì son sẽ set lại và lớp bóng trên đó cũng biến mất luôn. Son cho hiệu ứng làm mờ rãnh môi khá tốt, tuy nhiên cũng giống như các dòng son kem khác, son sẽ chỉ lên môi đẹp nhất khi mọi người tẩy da chết môi cẩn thận và dưỡng ẩm đầy đủ thôi nha. Mình nghĩ đây là một màu son phù hợp với bạn nào lười make up, bởi vì tuy là son hồng đất nhưng mà thực ra thì màu đất bên trong son nó không quá nhiều, thế nên là nó sẽ vẫn làm trắng da hơn. Và bản thân mình cũng thế, nếu một ngày nào đó mà mình lười không muốn make up thì mình sẽ luôn lựa chọn những cái màu son an toàn như thế này. Son này thì sau khi lau đi vẫn có một lớp tint nhẹ ở trên môi nha. Nếu mà mọi người đang thắc mắc tại sao bộ sưu tập Sun Holiday mà chưa thấy màu đỏ đâu thì đây nha các bác, màu đỏ đây nha, xuất hiện rồi đây này. Tuy nhiên brand cực kỳ tinh tế khi mà không cho ra mắt một màu son đỏ thuần như bao bộ sưu tập khác. Thay vào đó brand đã chọn một màu son đỏ đất, một màu son vừa đủ để làm điểm nhấn mà không quá nổi bật hay sợ già. Caramel là một màu đỏ đất ấm có pha chút xíu cam giúp cho da trở nên trắng hơn và đồng thời thì răng cũng trắng hơn nữa. Còn một điều nữa là mình rất thích brand này đó chính là Ophelia thì cam kết không thử nghiệm trên động vật. Ngoài ra các sản phẩm của Ophelia đều có gắn tem hai đường trác và có thể quét bằng app hai đường trác luôn để xác nhận đó chính là hàng chính hãng. Quên tiệt, chưa nhắc đến phần mùi thì son có mùi rượu mận nhẹ nhẹ thôi, nên dù mọi người có không thích mùi hương liệu thì cũng sẽ không thấy khó chịu lắm đâu. Thử mùi này thì cảm giác rất là mùa đông và rất là holiday luôn đấy. Màu son tiếp theo có tên là Spicy. Đây sẽ là màu son đúng kiểu MLBB, trời ơi đỉnh của chóp luôn mọi người ơi. Nếu bạn không thích sắc hồng nhiều như Warm Day thì Spicy sẽ là lựa chọn hàng đầu của bạn. Vẫn là sắc nâu hồng trầm, tuy nhiên màu này sẽ mang lại một cái vibe rất là nhã nhặn. Bật mí thì đây sẽ là một màu phù hợp với tất cả các outfit. Nên nếu mọi người đang phân vân chưa biết lựa chọn màu son nào để đánh khi đi ra ngoài đường thì hãy thử tham khảo qua màu này nhé.
Trong video lần này thì mình có swatch hơi nắng một xíu, nhưng mà thực ra thì nó cũng không nắng quá đâu. Và mình cũng đã che lại để mọi người biết là trong bóng râm thì màu sau này nó lên màu như thế nào ấy. Mình quay video này bằng điện thoại iPhone, thế nên là mọi người sẽ thấy cái độ chênh lệch màu với cả ở ngoài nó không quá nhiều. Quay bằng máy ảnh thì hình ảnh đẹp hơn, tuy nhiên thì màu son nó không thực sự giống 100% so với màu ở ngoài ấy. Thế nên những cái video swatch son thì mình ít khi dùng máy ảnh lắm mọi người. Nếu mà mọi người mua son về mà thấy màu nó quá khác so với màu mình swatch ấy, thì chắc chắn là cái nền môi của mình với cả của mọi người nó hơi khác nhau một chút, cũng không chỉnh màu trong bất cứ video swatch son nào đâu. Mình xin phép chấm cho màu này 9,5 điểm nha. Còn điểm 10 thì mình sẽ để ở màu son sau. Đây rồi các bác, đây chính là màu son điểm 10 nha. Màu này có tên là All I Want. Đây sẽ là màu rất là đậm, màu rất là tối. Nó vừa lạ, nó vừa đặc biệt nhất trong bộ sưu tập lần này bởi vì sắc nâu ánh quế. Khi mà mọi người đánh một lớp, một cái layer nhẹ và blend bằng tay ra, thì mọi người sẽ có một màu nâu, một chút đỏ rất là nhẹ nhàng. Màu này nó vừa tây mà vừa ta. Ta ở đây tức là ta rất ưng đó mọi người. Mình thì không sử dụng màu này đánh full môi, nhưng mình sẽ dùng màu này để đánh layer bên trong lòng môi đậm hơn một chút. Với cách đánh như thế này thì màu son sẽ trở nên rất là cá tính. Và mình tin là nếu như bạn nào cool cool xong rồi kiểu ngầu ngầu ấy, thì đừng bao giờ bỏ qua màu son này nha mọi người. Nó rất là đặc biệt. Và mọi người cần chú ý một chút, đấy là màu này thì hơi khó blend hơn những màu khác một chút nha. Và màu son cuối cùng có tên là Euphoria. Với sắc cam gạch signature của Ophelia mà bộ sưu tập nào cũng có, màu son này là sự hòa trộn hoàn hảo giữa màu cam, nâu và một chút tí ánh vàng. Thế nên sẽ hơi kén người dùng một chút nha. Nếu mà mọi người muốn đánh đẹp thì hãy đừng quên make up thêm một chút chút ở phần mắt cũng như là phần má nhé. Nhìn chung nếu như bạn đang tìm kiếm một bộ son khác lạ, lung linh lấp lánh trong mùa lễ hội thì đây chưa chắc đã là một lựa chọn dành cho bạn đâu. Nhưng nếu bạn tìm một bộ son trọn vẹn cả về packaging, chất son, màu son và giá thành thì mình nghĩ bạn không thể tìm được một crush nào khác ngoài Ophelia Fleming đâu. Rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này và đừng quên kết nối với mình ở Instagram Make Makeup cũng như tham gia giveaway ở phần mô tả nhé. Bye bye, hẹn gặp trong video sau. Bye bye.